Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất để chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Gần Tết Nguyên đán, số ca nhiễm tại một số địa phương tăng nhanh. Thưa quý vị, bên cạnh Hà Nội, một số địa phương cũng cho thấy tốc độ lây nhiễm nhanh như Đà Nẵng, Bắc Ninh hay Hải Phòng. Trong 24 giờ qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.954 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 15.885 ca ghi nhận trong nước, tăng 186 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 10.571 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới. Trong khi đó, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Hải Phòng cũng duy trì tốc độ ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao trong thời gian gần đây. Biểu đồ ca mắc mới tại Hà Nội tiếp tục đi ngang. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tối ngày hôm qua, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2.884 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Thành phố đã trải qua 23 ngày có số ca nhiễm trên ngưỡng 2.500 người. Tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 120.419 ca mắc COVID-19. Bộ Y tế cũng ghi nhận Hà Nội là một trong 5 địa phương có số ca mắc COVID-19 tích lũy cao nhất trong đợt dịch lần này, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh. Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cập nhật lần gần nhất ngày hôm qua cho thấy Hà Nội có 1.172 F0 đang điều trị tại các bệnh viện diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng. Ngoài ra, thành phố đang điều trị cho 2.200 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình, 712 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch, tăng 8,3% so với trung bình 7 ngày trước. Trong đó, 606 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 29 trường hợp thở oxy dòng cao HFNC, 20 người thở máy không xâm lấn, 53 ca thở máy xâm lấn và 4 bệnh nhân được lọc máu. Thành phố đã tiêm được tổng cộng 14.541.317 mũi vaccine phòng bệnh COVID-19. Trong đó, tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 241.072, mũi nhắc lại là 2.193.061. Tại hội nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố mới đây, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tuần qua, trung bình thành phố ghi nhận 2.902 ca trên ngày. Số ca mắc cơ bản đang được kiểm soát tốt. Song dự báo tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả do người dân về quê và sẽ tăng trở lại sau Tết. Việc phòng chống dịch của Hà Nội đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, tử vong vẫn trong giới hạn kiểm soát. Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc tại Hà Nội sẽ tăng cao hơn nữa do giao lưu, giao thương của người dân trong dịp Tết là điều kiện để dịch bùng phát. Từ đây, ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới. Trong đó, đảm bảo mục tiêu giảm tỷ lệ chuyển nặng, diễn biến nặng và tử vong. Bà Hà khẳng định ngành y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các quận, huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế. Tình hình dịch trái ngược tại các địa phương. Sau 2 ngày có số ca mắc mới dưới 100 trường hợp, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận số người dương tính tăng nhẹ trở lại với 121 F0 trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, đây đã là ngày thứ tư liên tiếp thành phố ghi nhận số người mắc COVID-19 dưới ngưỡng 200 ca. Trong ngày hôm qua, Đà Nẵng ghi nhận 991 người mắc COVID-19, đứng vị trí thứ hai trên toàn quốc về số F0 được ghi nhận trong ngày, chỉ xếp sau Hà Nội. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, số ca mắc COVID-19 trong ngày của Đà Nẵng cũng đã tăng từ ngưỡng 100-200 lên khoảng 800-900 trường hợp. Trung bình tuần qua, Đà Nẵng cũng đứng thứ hai về số lượng F0 trong ngày với khoảng 911 ca trên ngày. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, tỷ lệ tiêm vaccine trên địa bàn thành phố khá cao. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine. Việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine sẽ góp phần quan trọng trong việc Đà Nẵng tiến tới mở cửa, thích ứng an toàn trong tình hình mới, phát triển kinh tế xã hội. Hải Phòng công bố 712 ca mắc COVID-19 mới. Trong 17.902 F0 đã được điều trị, 180 ca diễn biến nặng, nguy kịch. Tính đến thời điểm này, Hải Phòng đã ghi nhận 60 ca tử vong do COVID-19. Theo thống kê, thành phố đã thực hiện gần 4 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã đủ 2 liều vaccine đạt 99,99%. Tỷ lệ này ở nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 99,98%. Bắc Ninh trong ngày hôm qua đã vượt qua Hải Phòng để đứng vị trí thứ 3 địa phương có số ca mắc mới cao nhất với 865 trường hợp. Tỉnh này cũng là địa phương ghi nhận số mắc mới tăng cao nhất so với ngày trước đó, thêm 305 ca. Theo thống kê của Sở Y tế Bắc Ninh, tổng số F0 đang được điều trị và quản lý trên địa bàn là 5.980 trường hợp. Mặt khác, tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi vaccine cho người trên 18 tuổi của tỉnh đã đạt 96,6%.
Tỷ lệ này với nhóm trên 50 tuổi là 96,1%. Từ ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức hai đoàn kiểm tra một số hoạt động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, giám sát thực tế và nghe doanh nghiệp báo cáo, các đoàn kiểm tra đã đưa ra những ý kiến góp ý, một số nội dung có thể chỉnh sửa, bổ sung, cải thiện cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, các đoàn cũng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp trên, giúp những đơn vị này vừa hoạt động sản xuất, đồng thời phòng chống dịch an toàn, nhất là trong thời gian nghỉ Tết và sau khi công nhân quay trở lại làm việc. Các địa phương chuẩn bị chống dịch trong Tết Nguyên đán. Tại hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 1 đến 28 tháng 2. Tôi đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng xây dựng kế hoạch cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022, cung cấp mục tiêu, biện pháp và hướng dẫn cụ thể, ông nói. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng xem xét công nhận vaccine và các loại thuốc điều trị COVID-19 được sản xuất trong nước theo nguyên tắc giảm thủ tục hành chính, đảm bảo yếu tố khoa học, an toàn và hiệu quả. Chiều ngày hôm qua, Sở Y tế TP.HCM đã thông báo 25 địa điểm tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cố định trên địa bàn trong thời gian nghỉ Tết. Mục tiêu của ngành y tế thành phố là tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại, hay mũi 3 để tăng cường miễn dịch, hiệu quả phòng bệnh cho người dân. TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bằng cách tiếp tục tổ chức tiêm vaccine trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Người dân đang ở thành phố, bất kể là thường trú hay tạm trú, có nhu cầu tiêm vaccine, có thể đến bất kỳ điểm tiêm nào trên địa bàn để được tiêm chủng, không cần đăng ký danh sách trước. Sở Y tế TP.HCM cho hay, mục tiêu của thành phố là nỗ lực bao phủ vaccine COVID-19 cho cộng đồng đến hết tháng 2, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần cận kề, TP.HCM đã ghi nhận 88 ca nhiễm biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và người dân trong cộng đồng. Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc ngành chủ động triển khai những biện pháp đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thường trực 4 cấp gồm trực lãnh đạo, xử lý đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần, trực bảo vệ tự vệ, có kế hoạch phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt, phòng chống rét cho người bệnh. Đồng thời, các đơn vị tuyến trên phải sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới khi cần thiết. Các cơ sở cần chủ động ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron. Có kế hoạch cụ thể về dự trữ thuốc, dịch truyền, oxy, vật tư, hóa chất, giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh. Tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân, bảo đảm người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Trong trường hợp trái tuyến, trái chuyên khoa, cơ sở y tế phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định mới chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khác. Từng đơn vị chuẩn bị thuốc, máu, dịch truyền, trang thiết bị và nguồn nhân lực để cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày và kịp thời báo cáo mọi diễn biến bất thường về sở để có phương án chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tiêm vaccine xuyên Tết, sự an toàn của người dân là trên hết. Thưa quý vị, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành chỉ thị hỏa tốc số 03 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đáng chú ý, trong chỉ thị yêu cầu các địa phương tổ chức điểm tiêm cố định lưu động thực hiện chiến dịch cao điểm tiêm chủng xuyên Tết Nguyên đán từ mùng 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận tổng số 20.407 ca mắc COVID-19. So với một tuần trước đó, tổng số ca nhiễm của Hà Nội là 20.419 ca, giảm 12 ca. Tuy nhiên, số ca tử vong theo công bố của Bộ Y tế tại Hà Nội trong tuần lại tăng lên, tổng số 95 ca. Số ca tử vong tăng lần lượt 25 ca so với tuần 10 đến 16 tháng 1 70 ca và 60 ca so với tuần từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 1 35 ca. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra chỉ thị 03
trong đó yêu cầu các địa phương siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch, không gây khó khăn cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết, nhưng phải đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Chỉ thị yêu cầu các địa phương ra soát, thống kê, lập phương án các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng, người từ chối tiêm trên địa bàn, tổ chức các điểm tiêm cố định lưu động, thực hiện chiến dịch cao điểm tiêm chủng xuyên Tết Nguyên đán từ mùng 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Theo lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của ngành y tế. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng dịp Tết Nguyên đán, đồng thời tiếp tục ra soát người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao, không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà. Ra soát tiêm đủ liều vaccine cho trẻ từ 12 tuổi trở lên để không bỏ sót, chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn, phấn đấu hoàn thành việc tiêm phủ mũi 3, mũi bổ sung, mũi nhắc lại trong quý 1 năm 2022. Thực hiện chỉ thị, các quận huyện trên địa bàn Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tiêm chủng. Tại quận Thanh Xuân, vùng vàng, theo cấp độ dịch của thành phố, đang thần tốc tổ chức tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân của 3 phường Kim Giang, Khương Đình, Hà Đình với 2.400 dân tại điểm tiêm ghép trường Trung học cơ sở Kim Giang. Nhiều cụ già mắc bệnh nền hoặc đi lại khó khăn được nhân viên y tế đến tiêm tận nhà. Dự kiến trong tuần cuối cùng của năm cũ Tân Sửu, quận Thanh Xuân sẽ tổ chức thêm nhiều đợt tiêm chủng nữa để hoàn thành mũi 3 cho những người đã đủ thời gian. Đại diện Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cho biết, hiện tại dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận rất phức tạp, số người mắc COVID-19 tăng cao. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, quận Thanh Xuân ghi nhận 3.031 ca F0. Tuy nhiên, chỉ trong 21 ngày đầu năm 2022, quận Thanh Xuân đã ghi nhận 3.531 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.845 ca cộng đồng. Để đảm bảo cho người dân được an toàn đón Tết, quận Thanh Xuân đẩy mạnh việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 cho người dân. Hiện đã có 60.000 người được tiêm mũi 3. Trung tâm Y tế quận tiêm mũi tăng cường đến cận Tết, kể cả vào những ngày đầu năm mới. Ngoài công tác tiêm chủng mũi 3, quận cũng đang hoàn thành nốt các mũi tiêm vét tại nhà cho các đối tượng bại liệt, khó đi lại. Về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, hiện tại trên địa bàn quận, việc tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân đã thực hiện được gần 70%, còn 30% nữa chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Theo ông Khuyến, mọi công tác chuẩn bị cho việc tiêm chủng đã sẵn sàng, nên ngay trong chiều ngày 25 tháng 1 đã được triển khai, làm sao đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của thành phố, thậm chí vượt trước thời gian, tình hình dịch bệnh cũng như công tác tiêm chủng đang trong tầm kiểm soát của quận. Ông Khuyến thông tin thêm rằng, tiêm bổ sung mũi 3 cho người dân có tác dụng rất tốt. Thực tế, người dân mà tiêm được mũi 3 thì sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tử vong. Đặc biệt, nếu người dân đảm bảo được việc kết hợp các biện pháp phòng chống dịch, theo khuyến cáo của Bộ Y tế như duy trì 5K thì có thể yên tâm trong cuộc sống, trong các hoạt động. Ông Khuyến chia sẻ, dịch bệnh hiện vẫn đang rất phức tạp. Quận Tây Hồ quản lý các khu công cộng có khả năng có đông người đến, vì thế địa phương cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra để giám sát, đôn đốc, nhắc nhở. Ai có vi phạm thì sẽ phải xử lý. Tinh thần là đảm bảo cho bà con đón Tết trong khuôn khổ, trong điều kiện quản lý được. Tương tự, trong kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2021-2022 có nêu mục tiêu cụ thể. Trên 95% người từ trên 18 tuổi có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng được tiêm đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19 và 95% người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc vaccine Sputnik V sẽ được tiêm một liều bổ sung vaccine phòng COVID-19. Trên 95% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung sẽ được tiêm một liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19.
Ủy ban Nhân dân quận sẽ huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các phòng, ban ngành tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đồng thời huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo về y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để tổ chức chiến dịch tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vaccine, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu, đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng. Đối với liều bổ sung là những người từ trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản từ 28 ngày đến dưới 3 tháng, bao gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người tiêm đủ liều cơ bản vaccine do Sinopharm và Sputnik V sản xuất. Ưu tiên trước cho người từ trên 50 tuổi, đối với liều nhắc lại là những người từ trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung ít nhất 3 tháng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện Việt Nam. Các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng cần tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản và mũi nhắc lại. Theo các nghiên cứu, có loại vaccine hiệu quả bảo vệ rất cao và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể, có thể suốt đời. Tuy nhiên, vaccine phòng COVID-19 hiệu quả bảo vệ không cao như mong muốn. Theo công bố của các nhà sản xuất, có loại 70%, có loại đến 90%. Đặc biệt, nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ 4 tháng đến 6 tháng. Nếu cần phải tiêm mũi nhắc lại sau 3 tháng để tăng khả năng miễn dịch. Đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau 28 ngày, vì vậy cần đi tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine cơ bản và tiêm mũi nhắc lại theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Virus nào cũng có biến chủng, điều đáng lo ngại nhất là sự biến đổi ở protein giúp virus xâm nhập vào tế bào con người để lây lan bệnh và có khả năng vô hiệu hóa vaccine. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu nào khẳng định biến thể Omicron có thể vô hiệu hóa vaccine và Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo việc tiêm vaccine vẫn có hiệu quả với cả chủng virus mới. Có nghiên cứu cho thấy sau tiêm mũi 3, hiệu quả miễn dịch tăng cao trên 90%. Nhóm nguy cơ cao như người già, có bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch luôn cần được ưu tiên tiêm vaccine, dù là mũi tiêm nào. Việc tiêm cho các đối tượng nguy cơ cần gắn với vùng nguy cơ. Ưu tiên vùng nguy cơ cao, hoạt động đi lại nhiều, mật độ dân số cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Long An. Những nơi này cần tiêm trước, tiêm nhanh mũi 3 cho nhóm nguy cơ cao để phòng bệnh trước những diễn biến khó lường của đại dịch. Ngoài việc tiêm vaccine, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán, người dân cần chú ý tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch. Về quê ăn Tết, cần phải lựa chọn phương tiện giao thông an toàn, chấp hành nghiêm quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế khi đi lại. Ngoài ra, khi về tới nhà, người dân cần cởi bỏ quần áo, tắm rửa trước khi tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là người già, người có bệnh nền, người chưa tiêm vaccine. Để tránh dịch lây lan, người dân nên ăn Tết vui vẻ, tiết kiệm, hạn chế đi lại, tiếp xúc đông người và thực hiện nghiêm túc 5K. Bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện E cho rằng, để đảm bảo an toàn hơn cho người dân, hiện tại Hà Nội bùng phát dịch COVID-19 với số lượng ca mắc mới mỗi ngày rất cao, mỗi ngày đều khoảng 3.000 ca bệnh. Thứ hai, trong số các ca bệnh này có nhiều ca bệnh trở nặng, bệnh nhân phải sử dụng liệu pháp oxy để hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, lọc máu, số ca nặng tăng lên nhiều. Song hành với đó, Hà Nội đã triển khai phủ vaccine mũi 2 cho đa số toàn bộ người dân, bắt đầu đang thực hiện khuyến cáo về tiêm mũi 3, mũi bổ sung để tăng lượng kháng thể giúp phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Cho nên việc Hà Nội triển khai chỉ thị 03 để tăng cường tiêm mũi 3, đẩy nhanh tiêm vaccine là chỉ thị hết sức đúng đắn, đảm bảo công tác phòng chống dịch được tốt nhất, giúp giảm nguy cơ những ca diễn biến nặng tăng lên, giảm sức ép cho ngành y tế. Quan trọng nhất, việc thực hiện chỉ thị 03 là đảm bảo an toàn cho người dân. Khuyến cáo mọi người dân nên cố gắng tiêm vaccine ở những địa điểm phù hợp. Thứ hai, tránh tập trung chỗ đông người làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Ví dụ như đi tiêm vaccine không giữ khoảng cách, không mang khẩu trang đầy đủ có thể dẫn đến những nguy cơ lây nhiễm virus vì F0 trong cộng đồng bây giờ rất nhiều. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sau kỳ nghỉ Tết. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc tại Hà Nội sẽ tăng cao hơn nữa. Hoạt động giao lưu,
giao thương của người dân trong dịp Tết sẽ tạo điều kiện cho dịch bùng phát. Nhận định nêu trên được bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đưa ra tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn vào ngày 26 tháng 1. Theo bà Hà, ở thời điểm hiện tại, ca mắc trên địa bàn thành phố vẫn tăng cao, trong đó số ca mắc cộng đồng khoảng 30%. Đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc tại thành phố sẽ tăng cao hơn nữa do giao lưu, giao thương của người dân trong dịp Tết sẽ tạo điều kiện cho dịch bùng phát. Theo bà Hà, ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó đảm bảo mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Bà Hà khẳng định ngành y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá những ngày qua, bám sát chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các lực lượng cơ sở đã chuyển động mạnh mẽ và đạt được kết quả rõ nét như kiểm soát điều trị, chuyển tầng ở mức tốt. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả được triển khai. Chủ tịch Hà Nội cho rằng thủ đô đi đầu cả nước trong việc có cơ chế hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu. Việc giải ngân sách, hỗ trợ ở các quận, huyện đang triển khai tốt nhưng cấp thành phố vẫn còn thấp. Ông Ngọc Anh nói, ngày 27 tháng 1, các cấp từ thành phố đến địa phương phải khẩn trương triển khai đảm bảo tiền hỗ trợ đến với tuyến đầu kịp thời trước Tết. Với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND thành phố chỉ rõ nhiều công việc cần chú trọng. Trong đó, các đơn vị cần liên tục cập nhật số liệu về tiêm vét. Đối với đối tượng người cao tuổi chưa tiêm, người từ chối tiêm, số liệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi để chuẩn bị tiêm, yêu cầu các quận, huyện đến xã, phường cập nhật lịch trực từng cơ sở, từng tổ COVID cộng đồng, trạm y tế với số điện thoại, đường dây nóng để báo cáo thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng trong việc tiêm vaccine xuyên Tết, thực hiện an toàn, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trung ương để đảm bảo điều kiện kịp thời cho các bệnh nhân COVID-19, quan tâm việc kiểm soát, hạn chế tập trung đông người, thực hiện 5K thực chất. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho việc đón học sinh, sinh viên quay trở lại trường học, Chủ tịch Chu Ngọc Anh giao Chủ tịch UBND các quận, huyện cần tiếp tục ra soát, hoàn thiện phương án để đảm bảo tuyệt đối an toàn, nên kịch bản cụ thể có lộ trình để sẵn sàng cho học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học quay trở lại trường. Trước đó, báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Y tế cho biết, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron. Trong số các trường hợp này, có một người thuộc diện lây nhiễm ngoài cộng đồng.